Nói chung tướng bộ rất là đẹp luôn. Mà chăm kém nó không lên thôi, bộ nhỏ nhỏ xinh xinh. Trung thôi chứ không phải là... Đấy, nếp rất là tốt, cánh rất là tốt đấy anh ạ. Nhưng mà nó không có lửa, nó không bật lên được. Nó khá là thuần rồi. Giờ mình xách đồng nó chỉ nhảy nhẹ thôi. Nó cũng vẫn nhảy nhưng nó gọi là thuần 80%. Anh em kết cứ alo trực tiếp cho Đức nhé. Chứ nhiều khi không đăng giá trực tiếp lên thì không thì mẹ hỏi, mà đăng giá lên thì lại nói này nói kia, mệt hết hơi với các bố. Anh em tất nhiên này bình luận thì cũng vui vẻ thôi, nhưng mà nhiều khi tâm lý giữa người mua và người bán nó không được thích lắm. Con chim nó VIP mà anh em mình cũng nói rõ này, kể cả con này thuần nhưng giá nó cũng bình dân hạt rẻ nhé. Con chim mộc mà càng chơi tốt thì càng đắt tiền anh em ạ, chứ không có nghĩa là chim thuần mới đắt tiền đâu. Càng mộc mà càng chơi tốt, càng đẹp thì nó lại càng đắt tiền. Rồi nhé, clip dừng tại đây. Anh em kết liên hệ.